Xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thân đoàn TV. Rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Trong chuỗi video chia sẻ về thông tin du lịch của các địa phương trên toàn quốc, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tin du lịch của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Anh chị và các bạn có quan tâm đến thông tin du lịch của địa phương nào, xin để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và các bạn trong nội dung trong thời gian sớm nhất. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tin quy hoạch của huyện Xuyên Mộc. Thì như chúng ta cũng đã biết, huyện Xuyên Mộc có vị trí địa lý là phía bắc giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, phía tây bắc giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, phía đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, phía nam giáp Biển Đông, phía tây giáp huyện Châu Đức, Đất Đỏ. Hiện nay, huyện Xuyên Mộc là huyện có diện tích lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng diện tích khoảng 642,18 km². Thì hồi nãy giờ là mình có lướt qua một vòng về thông tin quy hoạch của huyện Xuyên Mộc, thì mình thấy rằng hiện tại trong tương lai thật sự cũng không có nhiều cái đột phá của địa phương. Ở đây thì mình chỉ thấy là khu vực Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình nè. Khu vực xã Hòa Bình thì nó có hình thành là khu đô thị Hòa Bình. Phước Bửu thì thị trấn Phước Bửu thì có là khu đô thị Phước Bửu. Thị trấn Phước Bửu thì có khu đô thị Phước Bửu. Này, đây là tuyến tránh thị trấn Phước Bửu. Đây là tuyến tránh thị trấn Phước Bửu, bắt đầu từ quán cơm, tạp hóa, Anh Quyền. Đi qua khu vực camera, máy tính Ngọc Pháp. Đây, nó sẽ đến nhà Phạm Thành Trường, sát nhập vào đường Hùng Vương. Còn ở khu vực thị trấn Phước Bửu thì đa phần là đã hình thành rồi, nhưng mà có điểm mới là tuyến tránh thị trấn Phước Bửu nè, từ đường Hùng Dương. Đi thẳng đến gần khu vực cầu Trọng luôn. bên đây là xã Bình Châu, thì cũng hình thành là khu du lịch Bình Châu, khu đô thị Bình Châu. Thì trên đây mình vừa chia sẻ về thông tin quy hoạch của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030. Thì mình xin tóm tắt là như sau. Về tầm nhìn thì huyện Xuyên Mộc sẽ không có nhiều cái đột phá trong tương lai. Có các khu vực được hình thành, ví dụ như dựa trên những những khu dân cư được hình thành thuộc các xã như là Hòa Bình, thị trấn Phước Bửu hay là xã Bình Châu. Còn về đường xá thì cũng không có nhiều dự án lớn đi qua huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ yếu là đường nội bộ được phát triển để đáp ứng nhu cầu người dân trong huyện thôi. Thì nếu mà anh chị các bạn cảm thấy nội dung video hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký, và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Anh chị các bạn có quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin để thông tin dưới phần bình luận, mình sẽ sắp xếp để chia sẻ trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.